Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi số 3 trang 101 sách giáo khoa sinh học 10, đề bài như sau. Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục, hiện tượng này không xảy ra? Như vậy, để trả lời chính xác cho câu hỏi này, các em cần nghiên cứu kỹ phần 2 la mã Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn, trang 100 và 101 sách giáo khoa sinh học 10. Trên màn hình của cô có hình ảnh số 15, đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Chúng ta đã học và đã xác định được khi nuôi cấy không liên tục, các chất dinh dưỡng dần cạn kiệt, các chất độc hại qua trao đổi sẽ tích lũy ngày càng nhiều ở pha suy vong. Do đó, tính thẩm thấu của màng sẽ bị thay đổi và làm cho vi khuẩn bị phân hủy. Còn khi nuôi cấy liên tục, quá trình nuôi cấy luôn bổ sung chất dinh dưỡng và lấy ra một lượng dịch nuôi cấy tương đương. Như thế thì các chất dinh dưỡng và các chất trao đổi luôn ở trong trạng thái tương đối ổn định, vi khuẩn sẽ không có hiện tượng bị phân hủy. Đây là lý do giải thích vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấy liên tục thì hiện tượng này lại không xảy ra. Như vậy, cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi số 3 trang 101 sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.